dịch vụ tự giặt vốn đã được ưa chuộng rất nhiều tại các nước phương Tây thì nay đã có mặt tại Việt Nam. Cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh, mô hình này đang khá phát triển. Nhiều chủ cửa hàng họ cho rằng đây là một mô hình kinh doanh của thời đại, là một nghề khá ổn định khi mà họ chỉ cần bỏ ra một số vốn không nhiều nhưng hiệu quả thu về thì lại rất cao. Còn với những khách hàng mà đa phần là những người trẻ tuổi thì họ lại lựa chọn dịch vụ này ngày càng nhiều nhờ những tiện ích mà nó đem lại. Cứ một tuần một lần, Như và Ý lại mang đồ tới tiệm tự giặt nằm gần khu trọ sinh viên của mình. Mọi thao tác đều thành thạo vì đã trở nên quen thuộc. Tự bỏ đồ vào máy. Và sau đó chỉ việc ngồi đợi cho tới khi quần áo được giặt sạch tinh tươm. Thời gian chờ đợi cũng không để lãng phí vì các bạn ngoài việc nghỉ ngơi thì cũng có thể thư giãn bằng cách trò chuyện, nghe nhạc, xem TV hay làm những việc riêng như đọc sách, ôn bài vở. Thậm chí là lướt web với wifi miễn phí. Lúc mà em chưa có biết tới cái mô hình giặt ủi này á thì em rất là mất thời gian chi phối ra là những cái thời gian mà em cần phải để dành cho em học bài đó, em phải giặt bằng tay. Khi nào em đem đồ đến đây giặt á thì em có thể ngồi đợi luôn, tại vì khoảng một tiếng là xong rồi, mà trong thời gian chờ đợi thì em có thể đọc sách hay là xem TV. Nếu phương thức giặt ủi truyền thống vẫn thường bị nghi hoặc là sử dụng hóa chất tẩy rửa độc hại thì với dịch vụ tự giặt này, khách hàng có thể an tâm. Một công có thể làm được nhiều việc nên hầu như ai cũng hài lòng, nhất là khi khách được tự tay sắp riêng đồ của mình vào máy giặt chuyên dụng, tự tay chọn bột giặt và nước xả an toàn. Không rõ cách sử dụng thì sẽ có nhân viên nhiệt tình hướng dẫn. Hơn nữa, giá cả cho dịch vụ này cũng khá mềm. Chỉ có điều dịch vụ này tính phí theo máy chứ không tính theo kilogram. Vì vậy, khách giặt chỉ từ 1 đến 2 bộ đồ vẫn phải trả tiền bằng trọng lượng tối đa một lần giặt. Mình đánh vào cái đối tượng khách hàng là các bạn sinh viên. Mình đánh vào đối tượng khách hàng là các bạn trẻ năng động. Các bạn không có thời gian để giặt đồ của mình. Chứ mình không đánh vào những khách hàng mà có một bộ đồ cũng đem đi giặt. Thì thường các bạn sinh viên là các bạn sẽ dồn đồ đến ngày cuối tuần các bạn mới rảnh. Mình bỏ vào được một máy giặt thì là mình giặt một lần như vậy là 20.000. Xu thế của thời đại là các bạn không có muốn giặt chung đồ với người khác. Thường các bạn sẽ dồn đồ lại. Giặt như vậy nó tiết kiệm hơn. Tụi em là sinh viên thì đi học, đi làm thêm cũng nhiều. Tụi em cũng không có thời gian nhiều để mà tới đây giặt hàng ngày. Thì tụi em là một tuần giặt một lần hoặc là tụi em gom nhiều lần lại. Có thể là nhiều bạn trong phòng gom lại với nhau. Một lần giặt thì có thể cử một người đi. Em thấy giá ở đây hợp lý. Không lạ khi ngày càng có nhiều cửa hàng tự giặt mọc lên gần các trường học, khu chung cư. Nhu cầu tự giặt đặc biệt thích hợp với những người độc thân, sinh viên hay những người khó tính hoặc không có nhiều thời gian để giặt tay. Tuy nhiên, với dịch vụ tiện ích nào cũng vậy, bạn cũng nên lựa chọn cho mình một địa điểm an toàn để tránh tiền mất tật mang.